Nếu ai đó nói với bạn rằng chỉ cần một chiến lược đầu tư có thể biến vài nghìn đô la thành hàng tỷ đô la, bạn có tin không? Nghe có vẻ như là lừa đảo phải không? Nhưng đó chính xác là những gì Warren Buffett đã đạt được. Ông đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 2.000 tỷ đô la. Bí mật của ông ấy là gì? Đó chính là đầu tư dài hạn. Thành công của Buffett không phải là phép màu, đó là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và tư duy chiến lược. Trong một thế giới của lợi nhuận nhanh chóng và sự hài lòng tức thì, cách tiếp cận của ông có vẻ như ngược đời. Tuy nhiên, chính tầm nhìn dài hạn này đã giúp ông trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Hành trình của ông mang đến những bài học vô giá cho bất kỳ ai, bất kể xuất thân tài chính của họ như thế nào. Bằng cách hiểu được triết lý của Buffett, chúng ta có thể học cách điều hướng sự phức tạp của thị trường và tạo dựng sự giàu có một cách ổn định theo thời gian. Video này đi sâu vào các nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược đầu tư của Warren Buffett, hé lộ những bí mật đằng sau thành công phi thường của ông. Warren Buffett, thường được gọi là nhà tiên tri xứ Omaha, không chỉ là một nhà đầu tư, ông là một ông trùm kinh doanh, nhà từ thiện và là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Hành trình của ông bắt đầu một cách khiêm tốn ở Omaha, Nebraska, nơi niềm yêu thích kinh doanh và đầu tư từ sớm đã đặt nền móng cho đế chế tương lai của ông. Cách tiếp cận đầu tư của Buffett khác với những mánh khóe làm giàu nhanh chóng thường thu hút các cá nhân. Ông tránh đầu cơ và đặt cược ngắn hạn, thay vào đó tập trung vào việc xác định các công ty bị định giá thấp với nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Cách tiếp cận kiên nhẫn dựa trên giá trị này kết hợp với đầu óc kinh doanh nhạy bén đã tạo nên nền tảng cho thành công của ông. Triết lý đầu tư của ông bắt nguồn từ nghiên cứu sâu rộng và phân tích cẩn thận, đã giúp ông nhận được sự ngưỡng mộ và truyền cảm hứng cho vô số cá nhân trên toàn thế giới. Ông không chỉ chơi chứng khoán, ông nghiên cứu các doanh nghiệp, hiểu giá trị thực của chúng và đầu tư phù hợp. Trong thế giới có nhịp độ nhanh ngày nay, sức hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng và sự hài lòng tức thì thường làm lu mờ giá trị của kế hoạch dài hạn. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những con số nhảy múa trên màn hình, những tin tức nóng hổi và những cơ hội đầu tư có vẻ như không thể bỏ lỡ. Các nhà đầu tư bị bắn phá bởi những tin đồn thị trường và giá cổ phiếu biến động, thường rơi vào cái bẫy của việc đưa ra quyết định theo cảm xúc, chạy theo xu hướng mới nhất hoặc phản ứng một cách bốc đồng với các chu kỳ tin tức. Họ dễ dàng bị lôi cuốn bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng, mà không nhận ra rằng những quyết định này thường thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cách tiếp cận ngắn hạn này có thể dẫn đến việc mua và bán vội vàng, bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và lòng tham hơn là phân tích hợp lý. Những quyết định này thường không dựa trên nền tảng vững chắc mà chỉ là phản ứng tức thời với những biến động ngắn hạn của thị trường. Các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ sự tăng trưởng ổn định của các công ty có nền tảng vững chắc hoặc tệ hơn là thua lỗ do chạy theo bong bóng đầu cơ. Những bong bóng này khi vỡ không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn làm mất đi niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường. Nhu cầu liên tục về kết quả tức thì thường khiến các cá nhân mù quáng trước tiềm năng to lớn của việc đầu tư chiến lược dài hạn. Họ không nhận ra rằng sự kiên nhẫn và kỷ luật là chìa khóa để đạt được thành công bền vững trong đầu tư. Đây là điểm mà triết lý của Buffett hoàn toàn trái ngược. Ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư dài hạn và không bị cuốn vào những biến động ngắn hạn của thị trường. Việc ông tập trung kiên định vào cuộc chơi dài hạn cho phép ông vượt qua biến động thị trường và tận dụng những cơ hội mà người khác bỏ lỡ. Ông không chỉ nhìn vào những con số hiện tại, mà còn xem xét tiềm năng phát triển trong tương lai của các công ty. Ông dạy chúng ta rằng sự giàu có thực sự được xây dựng một cách ổn định, thông qua nghiên cứu cẩn thận, quyết định sáng suốt và kỷ luật để đi đúng hướng ngay cả khi thị trường có vẻ hỗn loạn. Đầu tư không phải là một cuộc đua ngắn hạn, mà là một hành trình dài hạn, nơi mà sự kiên nhẫn và sự hiểu biết sâu sắc sẽ mang lại thành công bền vững. Fanbon, những viên gạch xây dựng của Buffett: kiên nhẫn, giá trị và sự hiểu biết. Triết lý đầu tư của Buffett dựa trên 3 trụ cột cơ bản: kiên nhẫn, đầu tư giá trị và am hiểu sâu sắc về doanh nghiệp. Những nguyên tắc này không chỉ là lý thuyết mà còn là kim chỉ nam cho mỗi quyết định đầu tư của ông. Đối với Buffett, kiên nhẫn không chỉ là nắm giữ cổ phiếu mà là chống lại sự thôi thúc phản ứng với mọi biến động của thị trường và chờ đợi những cơ hội phù hợp xuất hiện. Ông thường nói rằng thị trường chứng khoán là một công cụ chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Ông hiểu rằng giá trị thực cần có thời gian để hiện thực hóa và ông sẵn sàng nắm giữ các khoản đầu tư trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, nếu ông tin tưởng vào hoạt động kinh doanh cơ bản. Điều này đòi hỏi một sự kiên nhẫn không phải ai cũng có, nhưng đó là yếu tố then chốt giúp ông đạt được thành công. Quan điểm dài hạn này cho phép ông vượt qua những cơn bão thị trường
và hưởng lợi từ hiệu ứng gộp của tăng trưởng dài hạn. Hiệu ứng gộp hay còn gọi là lãi kép là một trong những khái niệm yêu thích của Buffett vì nó cho phép tài sản tăng trưởng theo cấp số nhân quả thời gian. Đầu tư giá trị, một nền tảng khác trong chiến lược của ông, liên quan đến việc xác định các công ty đang giao dịch dưới giá trị thực của chúng. Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về cách định giá công ty và khả năng nhận diện các cơ hội mà thị trường có thể đã bỏ qua. Buffett phân tích tỉ mỉ các báo cáo tài chính, đánh giá chất lượng quản lý và đánh giá lợi thế cạnh tranh của công ty trước khi đầu tư. Ông không chỉ nhìn vào các con số mà còn xem xét cách mà bạn lãnh đạo điều hành công ty và chiến lược dài hạn của họ. Ông tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, thu nhập bền vững và tiềm năng tạo ra dòng tiền trong thời gian dài. Những công ty này thường có một mô hình kinh doanh rõ ràng và khả năng duy trì lợi nhuận ngay cả trong những thời kỳ khó khăn. Cuối cùng, Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu các doanh nghiệp mà ông đầu tư. Ông thường nói rằng nếu bạn không thể giải thích cách mà công ty kiếm tiền, bạn không nên đầu tư vào nó. Ông tin rằng các nhà đầu tư nên có khả năng giải thích hoạt động của công ty, động lực ngành và bối cảnh cạnh tranh của công ty. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về khoản đầu tư, mà còn giúp họ tự tin hơn trong việc ra quyết định. Sự hiểu biết sâu sắc này cho phép ông đưa ra quyết định sáng suốt và đánh giá khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của Buffett, giúp ông xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ và bền vững qua thời gian. Phần 5. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Một trong những câu nói nổi tiếng và sâu sắc nhất của Warren Buffett là "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi." Câu nói đơn giản nhưng sâu sắc này gói gọn cách tiếp cận đầu tư ngược dòng của ông và khả năng giữ lý trí giữa sự hỗn loạn của thị trường. Khi thị trường hưng phấn và giá cả bị chi phối bởi đầu cơ, Buffett khuyên nên thận trọng. Ông nhắc nhở chúng ta rằng sự phấn khích như vậy thường dẫn đến tài sản bị định giá quá cao và bong bóng tiềm ẩn. Thay vì chạy theo đám đông, ông đề nghị nên thận trọng và tìm kiếm những cơ hội bị định giá thấp ở những nơi khác. Ngược lại, khi thị trường lao dốc và nỗi sợ hãi bao trùm các nhà đầu tư, Buffett lại nhìn thấy cơ hội. Ông nhận ra rằng những đợt suy thoái như vậy thường tạo ra cơ hội để mua các công ty chất lượng với giá chiết khấu. Lòng dũng cảm đầu tư khi người khác hoảng sợ đã cho phép ông tận dụng sự dịch chuyển của thị trường và tạo ra lợi nhuận vượt trội theo thời gian. Phần 6. Bài học vô giá cho mỗi nhà đầu tư. Các nguyên tắc mà Warren Buffett đề ra có giá trị to lớn đối với các nhà đầu tư ở mọi cấp độ. Những nguyên tắc này không chỉ là những lời khuyên đơn thuần, mà là những bài học đã được kiểm chứng qua thời gian và thực tế. Đối với người mới bắt đầu, việc ông coi trọng sự kiên nhẫn và tư duy dài hạn cung cấp một nền tảng vững chắc để điều hướng thế giới đầu tư đầy khó khăn. Những nhà đầu tư mới thường bị cuốn vào những biến động ngắn hạn của thị trường, nhưng Buffett nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn mới là chìa khóa để đạt được thành công bền vững. Ông khuyến khích các nhà đầu tư mới tập trung vào việc học hỏi, tìm hiểu khả năng chấp nhận rủi ro của họ và đầu tư vào các công ty mà họ tin tưởng. Việc hiểu rõ về công ty mà bạn đầu tư không chỉ giúp bạn tự tin hơn, mà còn giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư thông minh hơn. Đối với các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, những nguyên tắc của Buffett vẫn giữ nguyên giá trị. Các chiến lược của Buffett đóng vai trò như lời nhắc nhở về tầm quan trọng của kỷ luật, nghiên cứu và bám sát triết lý đầu tư của một người. Ngay cả khi bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm, việc duy trì kỷ luật và không bị cuốn vào những cơn sốt thị trường vẫn là điều cần thiết. Câu chuyện thành công của ông chứng minh rằng ngay cả trong một thị trường thay đổi nhanh chóng, những nguyên tắc cơ bản của đầu tư giá trị vẫn phù hợp và mạnh mẽ. Các nguyên tắc này không chỉ giúp bạn bảo vệ vốn đầu tư, mà còn giúp bạn tìm kiếm những cơ hội đầu tư tiềm năng trong dài hạn. Hành trình của Buffett dạy chúng ta rằng đầu tư thành công không phải là việc căn thời gian thị trường hay chạy theo lợi nhuận nhanh chóng. Thay vào đó, việc xác định giá trị thực sự của một công ty và kiên nhẫn chờ đợi để giá trị đó được thị trường công nhận mới là điều quan trọng, mà là xác định giá trị kiên nhẫn và để sức mạnh của lãi kép phát huy tác dụng theo thời gian. Lãi kép là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong đầu tư, và việc hiểu rõ và tận dụng nó có thể mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Những hiểu biết sâu sắc của ông là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tư duy dài hạn, và lời nhắc nhở rằng sự giàu có thực sự được xây dựng từng viên gạch một, chứ không phải chỉ sau một đêm. Mỗi quyết định đầu tư đúng đắn là một viên gạch, và qua thời gian, những viên gạch này sẽ tạo nên một bức tường vững chắc của sự giàu có và thành công. Phân bậy thời gian để suy ngẫm.
Triết lý đầu tư của Warren Buffett mang đến những bài học quý giá cho bất kỳ ai muốn thành công về tài chính. Việc ông coi trọng sự kiên nhẫn, đầu tư giá trị và am hiểu sâu sắc về doanh nghiệp cung cấp một lộ trình để điều hướng sự phức tạp của thị trường. Khi bạn suy ngẫm về các chiến lược đầu tư của riêng mình, hãy xem xét các câu hỏi sau. Bạn thường đưa ra quyết định đầu tư dựa trên biến động thị trường ngắn hạn như thế nào? Bạn có nghiên cứu kỹ lưỡng các công ty trước khi đầu tư, hay bạn dựa vào các mẹo và xu hướng? Bạn đã sẵn sàng nắm giữ các khoản đầu tư trong dài hạn, ngay cả trong thời kỳ thị trường suy thoái chưa? Hãy dành thời gian để tìm hiểu thêm về cách tiếp cận đầu tư của Warren Buffett, khám phá các nguồn lực, đọc thư của ông gửi cổ đông và xem các cuộc phỏng vấn của ông. Bằng cách hiểu và áp dụng các nguyên tắc của ông, bạn có thể định vị bản thân để đạt được thành công tài chính lâu dài và xây dựng một tương lai tài chính tươi sáng hơn.